Người lính bộ binh đại đội 6. Tác giả: Cựu binh ca. Phần 3. Đêm hôm đó, dù không có lệnh dừng chân, nhưng toàn bộ đội hình của tiểu đoàn đã dừng chân lại khi mặt trời vừa lặn không nước không cơm chiều và với cái mệt mỏi của một ngày hành quân tôi đã thiếp đi và một giấc ngủ thật ngon cho đến sáng sáng hôm sau khi thức dậy tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm những giọt xương còn động lại trên chiếc lá rừng và cứ vậy và liếm những giọt xương ít ỏi đó trên truyền lệnh xuống tiếp tục hành quân nhận được lệnh trên mọi người uể oải đứng dậy lề lết theo đoàn quân để tiếp tục tiến về phía trước, khoảng 10 giờ sáng của ngày hôm đó, thì đội hình đến một cái phum rất nhỏ, có lẽ phum này chỉ có khoảng vài chục nóc nhà thôi. Mặc kệ cái phum lớn hay nhỏ, việc đầu tiên và quan trọng nhất của tôi trong lúc này là ghé vào một cái nhà của dân để xin nước uống. Những ngụm nước lạnh toát ừng ực trôi vào cuống họng của tôi, thật đã khát, thật mát rượi và sau nó lại ngon đến như vậy và uống được vài ngụm thì mồ hôi trong người tôi đã bắt đầu tỏa ra ướt áo tôi không biết đó là hiện tượng phản ứng gì của cơ thể nhưng cứ mặc kệ cứ uống cho đã cơn khát còn những thứ khác thì sẽ tính sau uống nước xong tôi trả lại cái tô đựng nước cho anh chủ nhà tốt bụng người campuchia và nói akun chờ giờ bòn Bọn ơi khơi nhom xùm tích tức tức là cảm ơn anh rất nhiều anh có thể cho tôi xin một ít nước không? Chủ nhà đồng ý và đáp rưa tàu, tức là lấy đi. Chỉ chờ có bao nhiêu đó, tôi cũng không khách sáo gì. Dùng một cái tô múc nước từ cái lu nhỏ đổ đầy nước vào bình tông của mình. Nước đã đầy bình tông, tôi đặt cái tô xuống nói lời cảm ơn đến chủ nhà một lần nữa. Rồi chạy nhanh về phía trước để bắt kịp đội hình của đại đội tôi. Khi bắt kịp với đội hình phía trước, thì lính của tiểu đoàn cho phép dừng chân tại cái phum này và phải tranh thủ cơm nước nhanh để tiếp tục hành quân. Nếu nói về khoản cơm nước của đám lính chiến thì tôi xin thề không có đầu bếp nào có thể lo cơm nước nhanh hơn các anh nuôi của lính. Chỉ cần 20 phút thôi là đã có một nồi cơm nóng sẵn sàng phục vụ ngay và cũng chỉ cần có 10 phút là bữa cơm của lính đã xong xuôi. Và nếu có ai thắc mắc vì sao lính lại ăn nhanh như vậy không ăn nhanh mới lạ, vì có một nồi cơm và chén muối trắng trước mặt, có phải cao lương mỹ vị gì đâu mà phải mất thời gian để thưởng thức. Lính chiến là vậy, và nhất là các anh lính trinh sát hay lính dưới các đại đội bộ binh, mọi cái gian khổ, thiếu thốn từ vật chất cho đến tinh thần đều đổ lên đầu của họ. Khi tôi vừa ăn xong và đang phì phèo điếu thuốc dê, thì trên lệnh xuống, cho anh em tập trung chỗ đại đội để tiếp tục hành quân. Ba lô và súng trên vai đội hình tiểu đoàn tiếp tục hành quân cắt ngang rừng và đi qua những nương rẫy trồng lúa của dân. Và mùa khô thì nương rẫy này chỉ còn là những mảnh đất khô cằn, xác sơ và trên những mảnh đất đó là những thân cây nằm đổ ngang dọc đã được chặt xuống để lấy đất trồng lúa. Hành quân cho đến buổi chiều của ngày hôm đó thì cánh quân của tiểu đoàn 2 đã đến một cái phum lớn nằm gần một nhánh sông thuộc dòng sông Mê Công. Và ở đây, anh em bọn tôi gặp một đơn vị bộ đội phe ta thuộc đoàn 7707 đang đóng quân và làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực này. Lệnh từ tiểu đoàn truyền xuống, đơn vị sẽ dừng chân tại đây. Sau khi tạm dừng chân đã ổn, tôi và một vài anh em đi đến đơn vị bạn chơi và tình cờ tôi gặp được một người thân quen quê ở Dầu Tiếng hai anh em rất vui hớn hở vì không thể ngờ lại có thể gặp nhau ở chiến trường campuchia qua vài lời hỏi thăm anh cho biết đơn vị của anh đóng trên địa bàn này cũng ổn cũng đi càn quét địch trong khu vực nhưng thỉnh thoảng mới có những cuộc chạm súng nhỏ lẻ phần lớn là địch đều bỏ chạy nghe anh nói tôi cũng mừng thầm cho anh và chúc anh cùng đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ trên giao trở về lại chỗ chú quân của trung đội vẫn chưa nghe có lệnh trên thông báo để đi càn quét nên anh em bọn tôi thay nhau tranh thủ tắm rửa và giặt rũ quần áo để tẩy gội những cái mùi chua lè bốc ra từ cơ thể sau một chuyến hành quân đầy vất vả nghỉ ngơi ở đó được hai ngày và vào một buổi chiều trong một buổi họp hội ý trung đội phó trang truyền đạt thông báo của đại đội Ngày mai sau bữa ăn sáng, tất cả anh em tập trung tại đại đội để xuất phát đi làm nhiệm vụ càn quét địch trong khu vực. Trang bị gọn nhẹ vì sẽ về trong ngày nên toàn bộ quân tư trang để lại trong phum. Sáng sớm hôm sau, khi cơm nước đã xong xuôi, anh em trung đội 1 bọn tôi khoác ba lô và súng lên vai rồi đi nhanh về phía căn nhà nơi mà ban chỉ huy đại đội 6 đóng quân chờ cho các trung đội tập trung đầy đủ. Anh Cư, đại đội phó nói, sơ qua về lộ trình hành quân và sắp xếp đội hình hành quân như sau. Trung đội 1 đi đầu và chịu trách nhiệm cắt rừng, kế đến là bộ phận của đại đội và phía sau là trung đội 2. Hạ sĩ Hãng, lính đầu 582 Tây Ninh và tôi sẽ chịu trách nhiệm thay nhau cắt rừng. Nhưng tôi giành lấy nhiệm vụ cắt rừng và người đi phía sau tôi là Hãng để những lúc cần thiết, tôi sẽ hỏi anh ta về phương hướng. Đội hình truy quét của đại đội 6 lần này hoàn toàn độc lập và nhiệm vụ chủ yếu là đi lùng sục đến những tọa độ đã được chấm sẵn trên bản đồ về phía đông của nhánh sông Mê Công. Rừng ở khu vực này tương đối rậm rạp. Việc cắt rừng để đi đến những điểm nghi ngờ có địch cũng khá vất vả. Sau hơn một buổi băng rừng tìm kiếm địch nhưng không có kết quả gì và khoảng 2 giờ chiều, anh cư truyền lệnh lên phía trên, kêu tôi và hắn đi về phía sau đội hình để gặp anh. Sau khi hai đứa bọn tôi đến, anh trải tấm bản đồ ra, chỉnh lại tọa độ để cắt rừng và nói theo phương hướng này, rồi theo con đường xe bò đi về phum. Trong những ngày kế tiếp, đại đội 6 vẫn tiếp tục hoạt động độc lập lùng sục địch trong những khu vực ven sông Mê Công, nhưng vẫn không một lần gặp địch trong một buổi chiều giao ban, trung đội phó trang truyền đạt thông báo của đại đội, ngày mai tiểu đoàn 2 sẽ rút quân, anh em ăn cơm sớm và sau đó tập trung tại chỗ của đại đội để hành quân. Ngày hôm sau, sau bữa cơm sáng, trung đội 1 của tôi đã sẵn sàng và trước khi lên đường, bọn tôi cũng không quên nói lời cảm ơn đến gia đình chủ nhà tốt bụng đã cho anh em bọn tôi ở tạm dưới nhà sàn của họ trong mấy ngày qua tôi nói với anh chủ nhà Cun Bòn, ơ Cun bon ơ rơn cảm ơn anh rất nhiều anh chủ nhà cười và trả lời od không có vấn đề gì đâu có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng mà bộ đội việt nam đến xin tạm trú ở nhà của anh ta và có lẽ trong một cơ hội nào đó khi đề cập đến tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Campuchia. Có thể anh cũng có chút tự hào khi nhớ lại chính anh ta cũng đã từng giúp đỡ cho bộ đội Việt Nam. Tạm biệt Gratie và mùa khô năm sau bọn tôi sẽ quay lại. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì sau đó đơn vị tôi đã được cơ động đến những vùng đất nóng bọc khác. Sau khi chiến dịch mùa khô năm 83 ở Gratie Số đàn anh nhập ngũ năm 80, gồm 3 người Đức, Nhoi và Quyền, đã ra quân, làm cho quân số của đại đội 6 càng giảm xuống rõ rệt. Riêng tay thoại, cũng lính 80 Tây Ninh, vì có hạnh kiểm xấu và nổ súng bắn hù dọa vào ban chỉ huy đại đội, nên bị anh Tuấn đại đội phó báo cáo với tiểu đoàn và trên cho quân Pháp xuống bắt đi. Số phận của anh ta sau này ra sao, tôi cũng không rõ. Thượng sĩ Trang Già, lính 81, thay thế anh Đức, lính 80 Tây Ninh, lên làm trung đội phó, quyền trung đội trưởng, trung đội 1. Và vì các trung đội phải đưa người lên đại đội để thành lập tiểu đội cối 6, nên quân số của các trung đội vào thời điểm đó chỉ còn khoảng không quá 5 em. Riêng ban chỉ huy đại đội có một và thay đổi nhân sự như sau. Anh Hòa Trung Úy, đại đội trưởng, được điều về Việt Nam học anh Trung Úy Tuấn quê ở Thái Bình và từ trường lục quân 2 ra làm đại đội phó quân sự cùng với anh Cư chỉ huy đại đội. Cũng trong thời gian này, hai tên Nam Đen lính 82 trinh sát tiểu đoàn và Khanh lính 81 quản lý tiểu đoàn bị kỷ luật và bị điều về đại đội 6. Riêng về tên Khanh, khi về đại đội tôi thì được giữ chức vụ trung đội phó. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao anh quản lý tiểu đoàn bị kỷ luật, rồi được điều về nắm trung đội bộ binh. Thiếu úy Diệu lính 81, học trường sĩ quan gia, cũng được điều về đại đội tôi giữ chức trung đội trưởng, trung đội 2. Riêng cá nhân tôi thì được phong hàm hạ sĩ và vẫn chức vụ chiến sĩ. Trong thời gian đóng quân ở rừng cao su kế bên, công ty cao su sở 2 của bạn, đại đội 6 của bọn tôi cũng tham gia nhiều đợt càn quét địch ngắn ngày ở cấp tiểu đoàn trong khu vực hướng tây bắc của huyện mi mốt và gần khu vực sông chơ long nhưng hầu hết không thu được kết quả gì ngoài những lúc không đi càn quét và được sự giúp đỡ của người dân địa phương đại đội tôi tranh thủ phát hoang đám rừng trồi kế bên khu rừng cao su và dựng lên mấy căn nhà tranh để ở chứ không ở trung đụng trong phun với dân như thời còn sang ke thơ mây do tình hình chiến sự trong khu vực đóng quân tương đối ổn định, nên sau những buổi cơm chiều, chú bộ đội nhà ta thường kéo nhau ra khỏi doanh trại để tìm hiểu và tăng cường mối quan hệ với người dân bản xứ. Đại đa số những người dân sống trong khu vực rừng cao su là công nhân của công ty cao su sở 2 và phần lớn đều sống nhờ và đồng lương ít ỏi nên cuộc sống của họ cũng không lấy gì làm khá giả cho lắm và những buổi tiếp xúc thăm dò qua lại với dân. Sau này nảy sinh ra tình cảm trai gái giữa chú bộ đội và cô gái chưa chồng hay gái quá địa phương. Cuối tháng 5 hay đầu tháng 6 năm 84, trung đoàn 5 năm được bổ sung thêm một đợt tân binh của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Minh Hải. Số tân binh được biên chế về đại đội tôi cũng tương đối đông. Mỗi trung đội được thành lập 3 tiểu đội và mỗi tiểu đội có khoảng 6 người, bao gồm tiểu đội trưởng và tiểu đội phó. Như vậy, 3 tiểu đội là 18 người, cộng thêm 2 trung đội phó nữa. Quân số của trung đội tôi có lúc lên đến 20 người. Tiểu đội cối hỏa lực cũng được bổ sung thêm quân số và lúc đó cũng có khoảng 10 anh em. Ban chỉ huy đại đội cũng kết nạp thêm vài chú liên lạc từ lúc Thanh lính 82 bị thương ở trận Bò Ma và được đưa về Việt Nam. Ban chỉ huy đại đội không có liên lạc nên thường dùng anh nuôi hay y tá làm nhiệm vụ đó. Qua đợt nhận tân binh này, tôi được đề bạt lên làm tiểu đội trưởng và trong tiểu đội của tôi gồm 6 anh em. Hạ sĩ Hoàng Đa Sa Ép cùng đợt huấn luyện với tôi làm tiểu đội phó. Bà chú tân binh 84 nhà bè Lộc Cường, Phước, một chú tân binh 84 tỉnh Minh Hải. Vài tháng sau, chú lính 84 tỉnh Minh Hải bỏ ngũ nên tôi đã quên mất tên. Về phần phụ trách trung đội, trung đội phó quyền trung đội trưởng vẫn là anh Trang già, lính 81. Trung sĩ Hằng, lính đầu 82 Tây Ninh cũng được đề bạt đảm nhiệm chức vụ trung đội phó phụ với anh Trang già để nắm trung đội. Riêng tiểu đội hỏa lực thì tên Uông Văn Long bạn thân cùng đợt huấn luyện năm 82 của tôi được đề bạt lên làm tiểu đội phó. Tiểu đội trưởng hòa lực lúc đó là ai thì tôi không nhớ. Đại đội 6 của bọn tôi sau một thời gian dài thiếu lính, nay có được một số anh em tân binh bổ sung về, không khí đã vui nhộn lên. Bọn tôi lúc đó đều được đề bạt lên làm cán bộ tiểu đội, nên cũng không ai dám lè phè như lúc trước vì sợ ảnh hưởng đến số anh em tân binh nhận số tân binh không được bao lâu thì có lệnh chuyển cứ đám lính dưới trung đội bọn tôi nghe phong phanh rằng đơn vị sẽ chuyển quân lên hướng bắc nhưng chưa rõ là khu vực nào đi đâu và ở đâu thì cũng là thằng lính cũng phải đi tác chiến và tôi cũng xác định tư tưởng của mình là phải hoàn thành nhiệm vụ nên tôi cũng không có chút lo lắng gì hơn nữa Hiện tại tôi không còn là một chiến sĩ mà là một cán bộ tiểu đội nên tôi cần phải luôn gương mẫu để anh em lính mới còn học hỏi theo. Cuối cùng thì giờ chuyển quân cũng đã đến. Hai chiếc xe Jin của mặt trận 779 đậu ngay con đường gồ ghề được xây dựng từ thời Pháp để chuyên chở công nhân hoặc mũ cao su. Toàn đại đội tập trung ra bên ngoài điểm danh, từng người một trước khi lên xe phía trung đội 2 báo cáo. Thiếu úy liệt lính 81 Đồng Nai, trung đội trưởng trung đội 2 vắng mặt. Phía bên tiểu đội hỏa lực cũng báo cáo, tiểu đội phó Long vắng mặt. Ngoài sự vắng mặt của hai người đó, quân số của toàn đại đội đến đầy đủ. Nghe tin tiền Long vắng mặt, tôi cũng thấy buồn vì hai thằng ngày xưa cùng chung một tiểu đội huấn luyện ở đoàn 778 Phước Long, sông Bé. Và sau này, khi nó bị kỷ luật ở tiểu đoàn và vì biết tôi đang ở đại đội 6 nên nó đã xin về đại đội tôi để anh em có cơ hội gần gũi nhau. Nay nó ở lại, còn tôi thì phải đi, sao không buồn cơ chứ? Thôi thì mỗi người đều phải có trách nhiệm và quyết định riêng cho mình và không ai có thể quyết định cho ai được. Sau này có dịp về thăm lại chiến trường xưa ở khu vực này vào tháng 4 năm 2015 bọn tôi có gặp người vợ cũ của thiếu úy liệt nghe nói sau khi trốn ở lại thiếu úy liệt đã kết hôn với một cô gái người campuchia hai người sống với nhau và sinh được một cô con gái ở đó có một thời gian khoảng mấy năm gì đó anh ta trở về nước và vài năm sau anh ta qua lại campuchia rồi dắt cô con gái về việt nam riêng cô vợ thì ở lại nguyên nhân vì sao anh ta không đưa vợ theo thì không ai biết. tên bạn Long của tôi cũng không kém, hắn cũng kết hôn với một cô gái campuchia và có vài đứa con với cô ta. trong thời gian trốn ở lại, hắn làm vệ sĩ cho tài giám đốc công ty cao su sở 2 tên là Quan Na. một thời gian, Quan Na hiện nay là trung tướng công an của chính quyền campuchia. sau khi tất cả anh em đại đội 6 đã lên xe, đội hình hành quân bằng cơ giới bắt đầu và tôi còn nhớ rất rõ Lúc đó khoảng 8 giờ sáng Đoàn xe chạy theo quốc lộ 7 Trực chỉ hướng công phong tràm Sau này dùng bản đồ Nên mới biết đó là quốc lộ 7 Chứ ngày đó bọn tôi đi Thì hoàn toàn mù tịt Đến trưa thì đoàn xe Chạy đến bên phà công phong tràm Và chờ ở đó Để lên phà vượt qua sông Toàn đại đội bụng đói meo vì không nấu cơm mang theo Nhưng chả sao vì là anh lính mà đã là lính bộ binh thì nhịn một bữa ăn là cái chuyện nhỏ. Sau khi qua phà, đoàn xe tiếp tục chạy theo quốc lộ 7 và đến một cái ngã ba thì quẹo phải, đi theo quốc lộ 6 về hướng Công Pông Thòm. Có lẽ vào những năm 78 hay 79, khi rút chạy, bọn Pol Pot cho phá đường nên quốc lộ 6 đi hướng Công Pông Thòm đầy ổ gà và rất khó đi suốt đoạn đường từ công bông tràm đến công bông thòm chiếc xe zin chở đám lính bọn tôi cứ lắc lư như những con tàu đang vượt sóng gió ngoài biển khơi khoảng gần ba giờ chiều thì đến thị xã công bông thôm và đoàn xe dừng lại tiểu đoàn có lệnh chuyển xuống tạm nghỉ giải lao và nấu cơm chưa ăn những bếp lửa giã chiến được nổi lên và không lâu sau đó những nồi cơm cũng đã chín anh em bọn tôi tranh thủ ăn thật nhanh để còn tiếp tục đoạn đường phía trước. Sau khi quất ba chén cơm được đưa cay bằng một ít muối trộn với bột ngọt, anh em bọn tôi quây quần lại bên nhau vì pha điếu thuốc dê để chờ lệnh. Rồi lệnh từ tiểu đoàn chuyển đến, anh em lên xe tiếp tục hành quân. Mọi người vớ súng ống lục tục kéo nhau lên xe để tiếp tục cuộc hành trình sau khi đoàn xe rời thị xã Công Phong Thôn khoảng một tiếng và đang chạy giữa những cánh đồng dọc hai bên quốc lộ 6 thì nghe có tiếng bùng bình của đạn P-40 nổ phía trước. Đoàn xe dừng lại, toàn bộ anh em nhảy xuống và tàn ra để tìm chỗ ẩn nấp. Khoảng 15 phút sau, không thấy động tĩnh gì, lệnh từ tiểu đoàn chuyên đến cho bộ đội lên xe để tiếp tục hành quân anh em bọn tôi nhanh chóng nhảy lên xe và các khẩu tiểu liên AK được lên đạn để sẵn sàng nhả đạn trong tình huống cần thiết. Trái đạn B40 được bọn Pol Pot bắn vào đoàn xe chuyển quân của tiểu đoàn 2 đã không gây thiệt hại gì và bọn Pot cũng lùi mất. Đây được coi như là một món quà chào sân của bọn tàn quân Pol Pot gửi đến những người lính trung đoàn 5 năm và tôi cũng hiểu rằng bọn tôi đã bắt đầu bước chân vào cái đấu trường, nơi mà một bên không bao giờ chấp nhận tù hàng binh. Đoàn xe tiếp tục lao về phía trước và cho đến chiều tối thì đến thị xã Xiêm Diệp. Không hiểu vì lý do gì, đoàn xe chở lính tiểu đoàn 2 dừng lại tại chợ Xiêm Diệp chừng 30 phút. Tranh thủ thời gian dừng lại, bọn tôi nhảy xuống và mua ít thuốc lá để hút. Và trong lúc chờ đợi, tôi nghe thấy có những tiếng nổ bùng bình, liên hồi của đạn hỏa lực từ xa vọng về. Có lẽ một đơn vị nào đó của phe ta đang đụng địch. Ngay trong giây phút này, linh cảm đã cho tôi biết rằng đây không còn là công phong tràm, nơi mà trung đoàn tôi phải lặn lội hàng trăm km để đi tìm địch tiêu diệt. Cường độ giao tranh ác liệt với địch ở khu vực này sẽ như thế nào tôi vẫn chưa hình dung ra được. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng, những ngày tháng sắp tới của bọn tôi sẽ rất vất vả. Lệnh tiếp tục lên đường, được truyền ra, và khi mọi người đã lên hết trên xe, thì đoàn xe tiếp tục lăn bánh và bắt đầu rời khỏi thị xã Diêm Diệp. Đi về hướng nào thì tôi không rõ, và khoảng một giờ sau thì đoàn xe dừng lại ở ven đường đám lính bọn tôi được lệnh xuống xe và đây chính là địa bàn hoạt động của tiểu đoàn 2 tại xã Sâu Sở Đom thuộc huyện Pốt, tỉnh Siêm Diệp. Sau này anh em truyền tay nhau cho biết trước khi bọn tôi được chuyển đến đây trung đoàn đã cử một bộ phận bao gồm trinh sát trung đoàn và các bộ phận tiểu đoàn đi điều nghiên khu vực này. Rời khỏi xe xong anh bọn tôi tập trung lại một chỗ để chờ lệnh của cấp trên Đại đội 6 của bọn tôi được chỉ định tạm thời trú quân về hướng bắc của con lộ 6 khoảng 300m. Các đại đội 7 và 8 trú quân ở hướng nào thì tôi cũng không biết. Sau khi đến nơi tạm trú quân của đại đội 6, anh Trang già trung đội trưởng của bọn tôi được liên lạc đại đội xuống báo cho gặp ban chỉ huy để nhận chỗ bố trí cho trung đội. Lát sau anh Trang già về, các tiểu đội trưởng bọn tôi đi theo để anh nhận chỗ cho tiểu đội của mình. Trời đã bắt đầu dần tối, nên anh em tranh thủ kiếm củi nước để nấu bữa cơm chiều. Sau bữa cơm chiều, tôi lên họp với trung đội và được quán triệt cho anh em canh gác cẩn thận nơi trú quân mới. Sáng hôm sau, khi các anh trong ban chỉ huy đại đội 6 đi họp giao ban với tiểu đoàn về, bọn tôi được lệnh chuẩn bị xuất phát để đến nơi đóng quân mới của đại đội 6. Sau hơn một giờ hành quân, trên một con đường xe bò đi về hướng Bắc của trục lộ 6 khoảng 5 km, đường chim bay, bọn tôi đã đến nơi đóng quân mới của mình. Đó là Phung Diên và trụ sở hành chính của xã Diên cũng nằm tại Phung này. Nói là trụ sở hành chính xã, nhưng từ ngày bọn tôi đóng quân ở đó, bọn tôi có thấy họp xã bao giờ đâu. Sau khi hành quân đến phung riêng, anh cư đại đội phó cho mời trưởng phung đến để nói chuyện về việc đại đội 6 sẽ đóng quân ở phung này. Trong một thời gian không biết là bao lâu, và sau cuộc nói chuyện đó, họ đã đồng ý và chấp nhận đại đội tôi được đóng quân ở trong phung của họ. Phung riêng không lớn lắm, nó là dãy nhà sàn nằm dọc theo con đường xe bò khoảng 500 mét trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã, vài căn nhà nhỏ, làm trường học, nằm phía bên tay phải của con đường xe bò. Đối diện Ủy ban Nhân dân xã, nằm ở phía trái của con đường xe bò là một cái chùa lớn. Tên của chùa này là gì? Lâu quá tôi cũng quên mất. Đằng sau của cái chùa về phía tây và phía tây bắc, trong đó có khoảng vài chục nóc nhà, và đó cũng là nơi đại đội 6 của bọn tôi đóng quân. Đội hình của đại đội tôi được bố trí tại phung diên như sau. Bên hông và ngay sát về phía nam của ngôi chùa và cũng là trước cửa phung là nơi tiểu đội tôi được bố trí đóng quân ở đó và bọn tôi ở trong một cái lớp học đã không dùng đến ngay đằng sau ngôi chùa khoảng hơn 50 mét. Cách tiểu đội tôi về hướng Tây là ban chỉ huy đại đội 6. Kế bên ban chỉ huy đại đội lui về hướng Tây một chút là khẩu đội cối 60 ly. Phía tây bắc của Phum là các tiểu đội còn lại do trung đội 1 của bọn tôi đảm nhiệm. Về phía bắc và đông bắc của Phum là do các tiểu đội của trung đội 2 chịu trách nhiệm. Ổn định nơi trú quân mới được vài tuần thì đại đội tôi có một vài thay đổi nhân sự như sau. Anh Trung úy 9 quê ở Hải Phòng được điều về giữ chức đại đội trưởng đại đội 6. Lâm nhập ngũ năm 82 lính hỏa lực tiểu đoàn bị kỷ luật và được điều về đại đội 6 làm tiểu đội trưởng tiểu đội hỏa lực. Sau này Lâm hy sinh trong trận chi viện cho sư đoàn 302 đánh ở Ban Tà Tum ở biên giới Thái Lan vào tháng 3 năm 1985. Ngoài ra, trung đoàn tôi cũng có vài thay đổi nhân sự như sau. Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, trung đoàn trưởng trung đoàn năm, được điều về một đơn vị khác ở mặt trận 779 Tôi không rõ ông về đơn vị nào. Trung tá độ Biên Giới từ mặt trận 479 được điều về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 5 năm. Tôi đã có một lần gặp trung đoàn trưởng giới khi ông đến đại đội 6 để tạm nghỉ qua đêm. Trong một chuyến đi trinh sát địa bàn hoạt động của trung đoàn và lần thứ hai tôi gặp ông khi trung đoàn 5 năm chi viện cho sư đoàn 302 trong trận đánh Ban Tà Tùm ở biên giới Thái Lan vào năm 85. Nhiệm vụ chính ở địa bàn hoạt động của Trung đoàn 55 bọn tôi là bảo vệ an toàn cho trục lộ 6, bắt đầu từ huyện Buốc, trải dài dọc theo hướng Tây, gần đến ngã ba Cờ La Lanh, khoảng 35 km, và từ quốc lộ 6 thẳng về hướng Bắc 20 km. Đội hình đóng quân trên địa bàn của Trung đoàn 5 năm được bố trí như sau tiểu đoàn 3 do Thượng úy Quỳ, tiểu đoàn trưởng chỉ huy đảm nhiệm an ninh cho khu vực quốc lộ 6 gần huyện Buốc, tỉnh Siêm Diệp. Do ông đã ngoài 40 tuổi vào lúc đó nên bọn tôi thường gọi là bố Quỳ. Sau khi quân tình nguyện Việt Nam rút về nước, một thời gian sau nghe tin ông mất vì căn bệnh ung thư. Về phía tây, bên trái của đội hình tiểu đoàn 3 và cũng trên quốc lộ 6 do tiểu đoàn 2 chịu trách nhiệm từ khu vực xã Sao Sơ Đồng về phía tây bên trái của đội hình tiểu đội 2 cũng trên quốc lộ 6 tại xã Bờ Dây Cho Giúp là nơi sở chỉ huy trung đoàn 5 năm và các đại đội trực thuộc đóng quân. Tiểu đoàn 1 do Thượng úy Nguyễn Đăng Đại, tiểu đoàn trưởng chỉ huy đóng quân các trung đoàn một cây số về phía tây và cũng trên quốc lộ 6 và làm nhiệm vụ bảo vệ trung đoàn khi cần thiết. Từ lúc trung đoàn 5 năm về đóng quân tại địa bàn mới được vài tuần, tình hình an ninh trong khu vực đối tượng tạm ổn định, chưa thấy có dấu hiệu hoạt động của địch, nên ngoài việc tuần tra cảnh giác, anh em bọn tôi tiếp tục củng cố hầm hố và công sự. Vào một buổi sáng cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 1984, tôi không nhớ rõ, bọn tôi nghe thấy nhiều tiếng bùng binh của các loại đạn hỏa lực nổ cấp tập vang dội từ hướng Tây và Tây Bắc của Sở Chỉ huy Trung đoàn. Thông tin đại đội 6 lên máy vô tuyến thì được thông báo đại đội 3 của tiểu đoàn 1 trên đường đi tuần tra khu vực đóng quân đụng địch ở Phum Bà Đa, cách quân lộ 6 khoảng 6 km về hướng Bắc. Những tiếng nổ của đạn B40 hay đạn cối vẫn tiếp tục vang lên khoảng 1 giờ sau thì dừng lại. Thông tin từ tiểu đoàn tiếp tục cập nhật cho anh em biết. Anh em đại đội 3 cũng có lúc đi chính sát khu vực bị bao vây có 5 anh em hy sinh. Tiểu đoàn 1 cho quân đi ngay để chi viện. Nhưng khi vào đến nơi xảy ra cuộc đọ súng thì bọn địch đã rút hết. Có lẽ bọn chúng cũng biết sớm hay muộn sẽ có quân từ phe ta chi viện nên nó đánh nhanh và wow. rút lẹ để đảm bảo an toàn lực lượng. Sau này nghe anh em dự trận đọ súng bên cánh đại đội 3 của tiểu đoàn 1 kể lại. Khi bộ đội ta vào phum, người dân lộ vẻ lo sợ, xin cái gì cũng không cho. Và khi đội hình đại đội 3 hành quân ra khỏi phum, thì lọt ngay vào ổ phục kích của bọn Pol Pot. Căn cứ vào điểm này có thể suy ra rằng bọn Pol Pot đã phát hiện quân ta từ sớm và chuẩn bị ổ phục kích để sẵn sàng chờ khi quân ta lọt vào là chúng tấn công. Cái tin mất mát của đại đội 3 được lan truyền đi khắp trung đoàn và đây cũng là một hồi chuông báo hiệu cho bọn tôi biết cuộc chơi đã bắt đầu. Hết phần 3